Hello game, hôm nay thì bọn anh đã trở lại và anh sẽ đem đến cho các bạn ấy một trò chơi mới. Trò đó chơi chính mới gì? Là chơi bi. Trời ơi, vậy mà bảo là trò mới, cách đây 30 năm em chơi trò này. 30 năm trước 30 em còn đang ở trong bụng mẹ. 20 năm làm gì mà quá vậy, 20 năm em đã chơi trò này rồi, lúc em 9 tuổi ấy. À, ghê vậy. Thế bây giờ vẫn còn biết chơi chứ đúng không? Biết. Thế hai bạn, ba bạn còn lại có ai biết chơi không? Con biết. Ghê vậy. Thế vậy là trò này không mới rồi anh Tiểu Thúy ạ. Ok, chúng ta sẽ chơi một trò chơi cũ nhưng mà chơi theo kiểu mới. Kiểu mới à? Một kiểu đang rất hot hiện nay. Wow. Bây giờ người ta còn chơi bi hả con? Dạo này mọi người chơi bi lại đấy. Đấy là mấy bạn này không chịu cập nhật tình hình thôi. Đó. Ở đây thì mỗi người chơi sẽ được phát cho, tại vì anh có ít bi quá nên anh chỉ phát cho mỗi người 7 viên bi thôi. Là nhiều rồi mà anh Tiểu Thúy, 2 viên bi là nhiều rồi. Chúng ta sẽ có nhiều lượt chơi. Và sau mỗi lượt chơi thì người chơi sẽ nhận được rất là nhiều quà tặng. Có tiền anh chú. Tiền suốt ngày tiền. Ở lâu bị ăn rồi tự nhiên bị nhiễm anh luôn rồi các. Nhưng mà có không anh? Lượt chơi đầu tiên. Nhưng mà biết nhưng mà có không anh? Không có tiền. Mà chúng ta sẽ có những phần quà là những thẻ cool. Thẻ luôn. Đó. Đây là toàn bộ phần quà gồm có 72 thẻ cool. Wow. Dành cho lượt chơi đầu tiên. 72 chia cho 36 là được mấy nhỉ? Mấy bạn thì không biết. 72 được 2 thôi mà. 72 cái thẻ đổ được 2 cái ba lô thì chứng tỏ là 72 chia 36 được 2 đúng không? Rồi các bạn vẫn còn đang ngơ ngác, Học online cái kiểu gì, cái kiểu học là ngủ đúng không? Đây gọi là chữ thầy trả thầy hết rồi. Thôi không, tạm thời không nhắc đến vấn đề học vấn nữa. Tại vì các bạn này sẽ rất là quê. Đó, tiếp theo thì anh sẽ phổ biến luật chơi. Chúng ta sẽ có 3 vòng chơi. Mỗi vòng chơi thì sẽ chơi những cái trò khác nhau, nhưng mà đều liên quan đến bi cả. Vòng chơi đầu tiên ấy, thì tất cả số quà tặng là 72 thẻ này sẽ dành cho một bạn duy nhất. Wow. Một bạn duy nhất mà chia đều đi chú. Mà ném được viên bi vào cái lỗ này. Wow, lỗ to quá. Chúng ta có thể chơi đi chơi lại nhiều lần. Ok, nhưng mà tất cả khi nào có người chiến thắng rồi. Đúng rồi, không? Khi nào tất cả hết bi thì chúng ta lại nhặt bi chơi lại từ đầu. Rồi, ok. Đây, mỗi người chơi thì sẽ lấy cho mình những cái túi rút. Bên trong túi rút thì anh đã chia sẵn cho mỗi người những cái viên bi. Có bi bên trong rồi. Có bi bên trong rồi. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ thì tất cả có thể ném cùng lúc hoặc là lần lượt từng người ném cũng được. Nhưng mà nhớ ném cho cẩn thận, đừng có ném vào mặt anh nhá. Wow. Viên đầu tiên của chị Thơ đã quá mạnh. Trời ơi. Không phải dễ. Viên nào ném thì nhớ viên đó của mình nhé, đừng có nhầm lẫn với người khác. Trời ơi. Đây là một thử thách. Anh nếu như ai ném vào cái viên bi của em mà viên bi của em đẩy vào lỗ thì em thắng. Em thắng đúng không? Đúng vậy. Wow. Ai còn bi không? Con còn 2 viên. Thì con ném vào của gì đi? Đồ ngu. Chán rồi. Phú vẫn còn rất là nhiều bi. Khi nào tất cả ngồi xuống cũng được mà chân không nhẫn vạch là được. Thậm chí là bây giờ chân để đây nhá, xong rồi dướn đi rất là xa. Sao lúc nào anh không nói thì em bỏ ra em ném luôn. Ok, nói chung là vẫn còn nhiều lượt chơi lắm nên là mọi người cứ bình tĩnh. Và bây giờ tất cả số thẻ quà cool này sẽ dành cho Phú. Chúc mừng Phú. Cảm ơn chú nhé. Thẻ quà cool rồi. Rõ ràng là chơi ra. Không sao, bây giờ mình sẽ chơi lượt thứ hai. Ok. Mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bước vào vòng 2 và giải thưởng của chúng ta đó chính là 30 cái thẻ tập hợp ngôi sao. Thẻ này là thẻ 2 sao hết đấy. 50.000 đó. Tất cả đều là thẻ 2 sao. Wow. Ok, lần này thì nhiệm vụ của mỗi người chơi đó chính là cũng đứng ở chỗ đó. Mỗi người cầm trên tay mình một viên bi thôi và chỉ được ném một lần duy nhất. Sao khó vậy chú? Ai ném gần cái vạch này hơn? Lên bước nhà. Con không biết.
Nói chung là chân vẫn cứ đứng trước vạch là được. Thấy chưa? Những người dài thì sẽ có lợi thế. Đấy, ai mà ném tới gần cái vạch này hơn ấy, bi của ai mà tới gần cái vạch này hơn thì người đó là người chiến thắng. Ok, bắt đầu chưa? Nên là mọi người hãy bình tĩnh nhá. Mọi người hãy bình tĩnh, ném từ từ, ném cẩn thận. Bắt đầu chưa? Rồi, bắt đầu rồi, bây giờ cứ thế mà thảy thôi. Con ném trước đi, có nhường không á? Không, con nhường gì á? Con nhường gì hết á? Cái lúc ăn thế, ăn thì tại sao không thấy nhường? Nãy giờ vẫn là nhiều kêu im trời. Ôi, nhìn như này là biết ai là người chiến thắng rồi. Thôi con thua chắc rồi chú. Chị Thơ chơi như kiểu hack ấy nhỉ. Đưa vào đây. Có muốn chơi lại không? Tại vì chị Thơ chơi giống hack quá. Thôi được rồi. Đây là phần thưởng của chị Thơ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chơi trò khác. Còn rất là nhiều trò hay ho thú vị khác nữa. Giải thưởng lần này còn hay hơn, vui hơn, hấp dẫn hơn. Đó chính là những cái thẻ siêu quyền năng. Yeah! Trong trò chơi này thì anh sẽ phát cho mỗi người một thẻ siêu quyền năng. Yeah, yeah. Riêng chị Thơ sẽ được 2 thẻ. Bây giờ thì chị Thơ có nhiệm vụ là sẽ bỏ bi vào trong tay để các bạn ấy đoán là trong tay của chị Thơ có số bi chẵn hay lẻ. Ok, hiểu luôn. Và các bạn ấy thì sẽ dùng những cái tấm thẻ siêu quyền năng này để cược. Đến khi nào mà một người giành được hết tất cả số thẻ. Số bi. Số thẻ. Số thẻ hả? Đúng vậy, dùng thẻ để cược mà. Thì khi nào người chơi nào giành được hết tất cả số thẻ thì người đó sẽ là người thắng cuộc, trò chơi kết thúc. Vậy nếu mà bạn này thua một ván đầu là hết luôn. Thì bạn ấy kết thúc. Thì em sẽ chơi với 2 bạn còn lại. Okay. Em hiểu không? Ok. Rồi bây giờ có thể lần lượt từng người cược hoặc là cả 3 người cược cùng lúc cũng được. Hồi hộp không? Chẵn hay lẻ? Rồi lần lượt từng bạn đoán đi. Linh. Bạn... chỉ có 3 giây suy nghĩ thôi. 50-50 mà. Mình không cần phải suy nghĩ gì quá nhiều. Đúng rồi, làm như kiểu là trí tuệ lắm mà phải suy nghĩ. Một phép tính mình nghĩ mãi không ra. Đây là hên xui. Hoặc là có thể nhìn vào tay của chị Thơ. Xem là tay của chị ấy đang nắm giữ bao nhiêu viên. Nếu mà nhiều viên ấy, lẻ thì có thể là 1 viên hoặc 3 viên. Chẵn thì là 2 viên. Đấy. Cái tay nhỏ như này thì không thể nào là 3 viên rồi. Chỉ có thể 1 hoặc 2 viên thôi. Chẵn hoặc lẻ. Rồi 1. Chẵn. Rồi. Chẵn. Chẵn. Lẻ đúng không? Ta-da. Và như vậy là 2 bạn kia sẽ mất thẻ. Chị Thơ đưa một thẻ cho Phú. Ok. Loại đi ra ngoài. Hai bạn ấy đã mất thẻ, đã hết quyền chơi rồi. Bây giờ còn gì để chơi đâu. Bây giờ không thì nếu muốn chơi tiếp thì hãy về lấy thẻ siêu quyền năng của mình về chơi. Làm sao mà tự nhiên đi lấy thẻ được, còn kêu kẹt đó. Bây giờ thì số thẻ của chị Thơ là 3, số thẻ của Phú là 2. Cuộc chiến giữa 2 người. Chị Thơ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, đưa tay ra nào. Chẵn hay lẻ? Phú có vẻ rất là đắn đo suy nghĩ. Chẵn hả? Đi. Lẻ hả? Đừng nghe bất kỳ ai Phú ạ. Đừng có nghe bất kỳ ai, hãy nghe con tim mình. Chẵn hay lẻ? Im nào. Bây giờ con đặt cược bao nhiêu cái thẻ quyền năng đã? Con cược bao nhiêu cái? Một cái thôi. Ôi trời, thì mà chơi bèo vậy không kìa. Chẵn hay lẻ? Chẵn. Và như vậy Phú đã mất một thẻ quyền năng. Ai bảo con Phú chỉ còn Uyên. Một thẻ duy nhất. Nếu như Uyên biết chẵn hay lẻ thì lúc nãy Uyên đã thắng rồi, đâu có đến nói phải thua như vậy. Ở đây mà còn dúi bậy anh nữa. Tiếp theo nha. Bây giờ có thể sẽ là vòng chơi cuối cùng. Phú chỉ còn một cái thẻ để duy nhất để cược. Chẵn hay lẻ? Chẵn hay lẻ đấy. Nhìn mặt bạn Phú rất là suy tư. lúc nãy
nữa kìa. Chặn lễ đi con. Thôi chặn hết đi. Liều đi ăn nhiều. Liều ăn nhiều. Không biết Phú có cái gì ở trong đấy nhỉ? Phú cầm thử xem là nếu mà tay Phú cầm viên bi thì nó sẽ to đến cỡ nào. Người ta trí tuệ là ở đó đó. Ghê vậy, ghê vậy. Sao con? Chiến lược ghê đấy. Im đi. Tay con thằng bé tí như vậy sao cầm được 3 viên? Có thể là 5 viên đấy. 5 viên anh cầm cho coi. Con thấy cái tay cầm như thế này à? Nè, nó phải có một cái lỗ này. Nè, 5 viên cầm cho coi này. Rồi, đưa chú coi cầm 5 viên xem nào. Còn bị hở nữa. Nè. Vậy là không thể là 5 viên rồi, không thể nhưng là số lẻ rồi. Nhưng mà tay con to hơn tay con. Rất có thể là con chẵn. Con chắc. Nói nhanh lên, mất thời gian của cô quá. Chẵn hay này. Lẻ. Lẻ đúng không? Ta da ta da. Xin kỳ kỳ chưa nào. Kỳ kỳ chưa là chẵn. Ta da. Đây là đòn tâm lý. Chị thơ bắt nạt Phú. Em bắt nạt cái gì? Đấy là chiến thuật mà anh hiểu thôi. Chiến thuật đúng không mọi người? Nhờ có chiến thuật của Uyên. Nhờ có gọi là gián điệp. Em cử Uyên vào làm gián điệp cho Phú. Đây chia cho con ạ. Thật là tội nghiệp cho hai bạn nhỏ. Con có muốn dành cái phần thưởng con vừa có được để chơi nốt đắn cuối cùng không? Chơi luôn đi, chơi luôn. Chơi luôn. Máu luôn đúng không? Mà lần này cho Yên đoán đi. Đoán nhanh luôn nha. Giờ không chần chừ nữa, Phú mề lề mề quá. Đoán nhanh thì sẽ thắng. Đừng đổi ý, đừng đổi ý. Ok nha. Yên cược một thẻ. Bây giờ Yên có hai thẻ, Yên có thể cược hai thẻ luôn. Hai thẻ luôn. Ghê, chơi lớn. Máu liều nhiều, máu não. Ok. Tay này thì giống lẻ lắm. Giống lẻ lắm. Thật luôn đó. Chơi luôn, chơi luôn. Lẻ. Lật ngược thế cơ. Bây giờ chị Thơ chỉ còn cho một thẻ thôi. Nhưng mà bây giờ tất cả phải chọn giống nhau thì mới ăn được cái thẻ của chị Thơ. Chị nói trước nha. À mà bây giờ nhà cái chỉ còn bây giờ chị Thơ chỉ còn một thẻ. Một thẻ thì bây giờ cử một người chơi ra, mình đừng có chơi hết. Chứ không là chơi hết cả đám à, thắng thì người ta không có thẻ trả cho mình đâu. Ôi kệ, chơi hết luôn. Ok. Thế nữa em lấy thẻ sao để bù lỗ. Chẳng lẽ sao lúc chơi một mình thì mạnh miệng lắm hả? Chẳng lẽ nhanh, cần chưa? Cái này lẽ nhở. Nhanh. Lẽ. Lẽ. Con lẽ hết. Một người thôi. Lẽ. Chơi một người thôi. Lẻ chẵn. Lẻ. Rồi con đúng không? Lẻ. Lẻ luôn đúng không? Con thôi ăn chắc. Bắt lại. Thu thập 24 thẻ quà cool, đổi ngay bình nước giữ nhiệt cool.
tiếp kem nước, thêm bền dẫn động. Thu thập 36 thẻ quà cưng, đổi ngay ba lô hỗ trợ chống đồ phản quang cưng. Đi chơi hè, khám phá khắp muôn nơi. Thẻ xe đạp may mắn đổi ngay xe đạp cưng. Vượt núi leo đồi thả ga không e ngại.